Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình và các bạn cùng đi tham quan công viên Hồ Chí Minh tại thành phố Lào Cai nhé. Công viên Hồ Chí Minh nằm trên địa bàn phường Phố Mới, thành phố Lào Cai. Nằm sát bên bờ sông Hồng. Công viên Hồ Chí Minh là công viên có rất là nhiều cây xanh, không khí rất là thoáng mát, trong lành, rất phù hợp để bà con đến đây tập thể dục hay là tản bộ. Đây là tổng quan cả khu vực công viên Hồ Chí Minh ạ. Tại sao lại gọi là công viên Hồ Chí Minh? Nó cũng có lý do riêng của nó. Vào năm 1957, khi Bác Hồ lần đầu tiên lên thăm tỉnh Lào Cai, Bác Hồ đã dừng chân tại khu vực này để nói chuyện với lại là bà con nhân dân trong tỉnh. Và chính vì thế, sau này tỉnh Lào Cai đã xây dựng công viên Hồ Chí Minh để tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn cũng như là làm kỷ niệm nơi Bác đã đặt chân và dừng lại ở tỉnh Lào Cai. Tại công viên Hồ Chí Minh có rất là nhiều khu vực ươm cây, trồng cây của bên chỗ môi trường đô thị, các cái hàng ghế đá để cho bà con ngồi đây nghỉ ngơi trong lúc tập thể dục. Có những thiết bị thể dục để phục vụ nhu cầu tập thể dục thể thao của nhân dân. Đặc biệt khi các bạn đến công viên Hồ Chí Minh, các bạn đứng từ trên cao có thể ngắm được thành phố Lào Cai. Đây chính là sông Hồng. Bên dưới này là đường sát với khu vực bờ kè để bà con đi lên trên phía cửa khẩu. Dọc đây chính là thành phố hai bên bờ sông Hồng đấy ạ. Phía bên kia là phường Cốc Lếu. Chúng ta nhìn xa hơn nữa, cái tòa nhà phía xa nhất chính là bên Trung Quốc. Và đứng ở đây chúng ta cũng có thể thấy cây cầu Cốc Lếu nối giữa phường Lào Cai với phường Cốc Lếu. Chỗ này đứng ngắm nhìn sẽ cũng rất là đẹp.
Đặc biệt ở trên công viên Hồ Chí Minh này có một khu vực trồng xoài, rất là nhiều cây xoài lâu năm rồi, thân cũng rất là to, trồng tập trung ở đây tạo thành khu vực có bóng rất là mát. Giữa những ngày hè oi bức thì ở công viên Hồ Chí Minh chính là một địa điểm rất là lý tưởng. Đây chính là khu vực vườn xoài. Các vườn xoài rất là to, tỏa bóng mát. Và ở khóc xa kia còn là câu lạc bộ sinh hoạt của những người yêu chim. Cuối tuần mọi người thường mang các cái lồng chim đến đây để xem là thi chim hót, chim nào hót hay, chim nào khỏe. Các lồng chim được để khá là xa để cho đỡ người đỡ gần, đỡ ảnh hưởng đến chúng nó. Khu vực kia chính là khu vực dành cho những người yêu chim. Các bạn thấy tiếng chim hót đây, các con chim đang thi nhau hót đấy ạ. Các bạn có nghe thấy tiếng chim hót không ạ? Đấy là các con chim đang thi hót với nhau đấy ạ. Ở Lào Cai thì cái số lượng người yêu chim cũng rất là nhiều. Và đây chính là nơi để những người yêu chim gặp nhau vào những ngày cuối tuần để giao lưu, cũng như là để nghe tiếng chim hót. Mình không lại gần hơn vì sợ đến gần thì sẽ ảnh hưởng đến tiếng chim hót. Chim nó nhìn thấy người lạ thì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc thi chim hót. Đấy chính là khu vực vườn xoài. Bây giờ chúng ta cùng đi tham quan tiếp công viên Hồ Chí Minh. Đây là khu vực ở chúng ta đứng từ phía trên cao của công viên Hồ Chí Minh nhìn xuống cái vườn hoa bên dưới.
nhìn thấy cây đào vẫn đang, bích đào vẫn đang nở hoa tươi thắm ở trong công viên. Đây là hoa mộng đơn. Cây hoa mộc rất là thơm. Cây hoa mộc này thường là nở vào ngày rằm ở mùng 1. Có một hương thơm rất là đặc biệt, rất là dễ chịu. Trên đây là mình đã giới thiệu với các bạn về công viên Hồ Chí Minh. Nếu như các bạn có thời gian rẽ qua thì các bạn hãy đến đây chơi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.